Chết mẹ mày đi con cá. Nhìn tôi phang nó này. Hai người này đã săn được một con cá. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Dâu ở và Kết sẽ đi tới châu Phi thám hiểm. Xung quanh nơi này đều là những thú dữ nguy hiểm. Từ những tập trước, chúng ta có thể thấy hai người này có hiểu biết và kinh nghiệm về việc sinh tồn. Lúc đầu thì việc hợp tác giữa cả hai không suôn sẻ lắm. Thế nhưng sau đó cả hai đã hiểu ý nhau hơn. Một câu hỏi ngoài lề rằng bạn thích Dâu ở hơn hay Kết hơn? Còn tôi thì tôi thích Bear Grylls hơn. Lúc này, cả hai đi dò thám xung quanh. Bọn họ phát hiện ra rất nhiều hài cốt của động vật và thích hợp để làm vũ khí. Đi trên đường, bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều những dấu tích cho thấy từng có người đi qua đây. Trong lúc đang dựng một chỗ để ngủ, hai người họ còn thấy có những đầu đạn. Cả hai đoán rằng những xác đạn này chắc chắn là của thợ săn châu Phi. Kết khá là lo lắng khi nghe thấy Zoe nói có thợ săn cũng như khi nhìn thấy những viên đạn. Trong khi đó thì Zoe đang cố gắng gỡ bỏ hết những cái bẫy do thợ săn làm ra. Anh ta còn vừa đi và vừa dò mìn. Phải công nhận khả năng của Zoe là rất tuyệt vời vì dù sao anh cũng từng là một người lính nhập ngũ. Đi được một đoạn, Zoe mở ba lô ra xem đoàn làm phim đã chuẩn bị cho mình những thứ gì. Trong đó bao gồm bình nước, mũ, các loại gia vị và một cái rìu rất có tác dụng. Bọn họ dùng cái rìu để chặt gỗ rồi tự chế ra những vũ khí săn mồi hữu ích. Nhìn tôi này ông bạn, quá tuyệt vời luôn. Đây chính là cách chúng ta sẽ bắt mồi. Hai người nhanh chóng di chuyển để tìm kiếm nguồn nước. Thời tiết rất khô hạn làm cho Dâu ở rất khó chịu. Kết nói rằng thời tiết thì nóng và khô cho nên hai người nên đi chậm một chút để tránh việc bị mất nước nhanh. Sau đó cả hai tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên cái mồm của Kết khiến Dâu ở cảm thấy phiền chết đi được. Cứ đi được một đoạn thì anh ta lại lải nhải rất nhiều. Dâu ở càng nghe càng khó chịu khi mà Kết cứ liên tục phàn nàn về thứ này thứ nọ. Ông bạn nói hơi nhiều rồi đấy. Cả hai càng nói càng nóng mặt cứ như muốn lao vào bem nhau một trận vậy. Dâu ở cho rằng có lẽ Kết đang phàn nàn chuyện anh muốn cả hai đi chậm lại. Lý do có lẽ là bởi anh ta đi chân đất. Tuy nhiên Dâu ở đã nói rằng đi chậm thì chỉ tốn thời gian hơn. Nếu như Kết muốn nhanh chóng về được nhà thì tốt nhất là ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh. Đi thì đi mẹ đi còn nói nhiều. Bởi vì trời rất nóng nên hai người đã bắt đầu cảm thấy mệt và khát nước. Bọn họ phát hiện ra những cái hố được đào. Có thể nguồn nước đang ở rất gần đây rồi. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đã phát hiện có dấu chân của báo. Do đó tối nay hai người cần đề phòng việc bị báo tấn công. Tuy nhiên bọn họ có thể dựa theo dấu chân của nó để tìm kiếm nguồn nước. Cứ tưởng như có thể tìm được nguồn nước thì trên đường chỉ tìm thấy bẫy của thợ săn. Vì sự an toàn nên cả hai có lẽ nên rời khỏi đây. Dâu ở cũng không quên mang những công cụ làm bẫy của thợ săn đi. Những cái bẫy này sẽ rất có ích đó các bạn à. Các bạn sẽ cần một chút kỹ năng để làm bẫy đó. Hai người lúc này lựa chọn việc đi đường vòng để rời đi. Thế nhưng hai người phát hiện xung quanh vẫn còn rất nhiều bẫy được đặt ra. Cũng may là Dâu ở kịp thời phát hiện. Nếu không khả năng lên bảng đếm số của cả hai người đều rất cao. Vừa tìm đường thoát ra nơi này nhưng bọn họ vừa phải chú ý quan sát bẫy của thợ săn rồi vô hiệu hóa nó. Mấy thằng thợ săn chết tiệt. Chúng mày săn thú hay săn người vậy hả? Sau khi phá bẫy, hai người tiếp tục lên đường tìm nguồn nước. Bọn họ không biết con đường này sẽ đưa mình đi tới đâu nữa. May mắn là họ đã nhìn thấy một dòng sông. Mặc dù rất muốn bơi qua phía bên kia nhưng phía bên đó đang có sư tử. Cũng may là bọn chúng chưa phát hiện ra hai người. Đang định xuống nước thì lại nhìn thấy có cả một con hà mã. Dâu ở và Kết vô cùng ngỡ ngàng. Vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân, hai người chỉ đành rút lui trước khi bị thú dữ tấn công. Mặc dù lực bất tòng tâm nhưng đúng là không thể làm gì khác. Hai người quay đầu lại và phải tìm đường khác để đi. Bọn họ phát hiện ra một dòng sông đã bị khô cạn hết nước. Dựa theo kinh nghiệm của họ rằng nếu đi tới hạ nguồn thì có khả năng gặp may mắn rằng vẫn có nước uống. Quả nhiên là kinh nghiệm đó đã đúng trong trường hợp này. Hai người đi một lúc thì đã phát hiện ra nguồn nước. Nếu như là Bear Grylls thì anh ta sớm đã nhảy xuống uống rồi. Nhưng Zoe và Kate thì an toàn hơn. Bọn họ khử trùng nước trước khi uống. Đây là một loại nước có khả năng làm sạch và diệt vi khuẩn. Sau khi khử trùng nước thì hai người mới uống nó. Sau khi uống nước thì cơ thể của họ có cảm giác tỉnh táo hơn nhiều. Bởi vì trời đã sắp tối rồi nên hai người chủ động dựng một chỗ để nghỉ ngơi. Bọn họ tìm thấy một chỗ khá thích hợp mà chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể nghỉ ngơi được luôn. Thế nhưng đối với Zoe mà nói thì anh cảm thấy nơi này không thích hợp. Kate thì không muốn làm phức tạp hóa lên. Anh ta chỉ muốn một chỗ có thể ngủ là được chứ không cần phải cầu kỳ. Zoe thì lại muốn cầu kỳ và phức tạp hơn. Anh ta sợ rằng cứ ngủ ở dưới gốc cây thì sẽ bị thú dữ tìm tới tấn công. Cả hai lại tiếp tục vì vấn đề này mà cãi vã. Zoe nói rằng Kết muốn ngủ ở đây thì tự đi mà ngủ. Tối mà sợ hãi thì đừng có mà đái ra quần. Cả hai cứ thế mà giận dỗi nhau. Kết tìm thấy một cái cây mà có thể trèo lên cành để làm chỗ ngủ vào buổi tối. Kết thì cầu kỳ hơn, anh ta ngụy trang và ngủ trong một bụi rậm. Quả nhiên buổi tối có tiếng thú dữ xuất hiện. Điều này khiến Zoe vô cùng lo lắng. Trong khi đó thì Kết chẳng lo lắng gì vì anh ngủ trên cây nên không gặp nguy hiểm. Zoe cảm thấy đúng là mình đã gáy hơi sớm khi phản bác ý kiến của Kết. Cũng may là tối qua không xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, hai người tiếp tục di chuyển để tìm kiếm người dân. Vừa mới lên đường chưa được bao lâu thì lại gặp một con tê giác. Tim của hai người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trông con tê giác không khác gì một cỗ xe tăng. Rõ ràng là đừng có dại chọc giận nó. Zoe và Kết vội vã rời đi. Tuy nhiên con tê giác đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cả hai chỉ dám chậm chậm mà lui lại. Đã mấy ngày qua cả hai đều chưa ăn thứ gì vào bụng. Kết phát hiện chỗ bọn họ đang đứng có một số cây cỏ khá là ẩm ướt. Rõ ràng là nếu tiếp tục tìm kiếm thì sẽ thấy được nguồn nước. Quả nhiên phía trước bọn họ là một dòng sông nhỏ. Cả hai lập tức xuống dưới để tắm rửa cho tỉnh táo.
Thậm chí nếu khử trùng thì nước ở đây cũng có thể uống được. Dâu ở thì nghĩ rằng có thể săn bắt cá ở đây. Có cá kìa, đúng là có cá ở đây thật. Cả hai thành công phang chết một con cá. Dâu ở đã rất phấn khích và muốn có cá nướng ăn. Bởi vì xung quanh có rất nhiều thú dữ nên phải cực kỳ cẩn thận khi nướng cá. Bọn họ phải tìm một nơi thích hợp rồi sau đó mới nhóm lửa. Lần này thì bọn họ sử dụng kiến thức hóa học để tạo ra lửa. Sau khi có đủ nguyên liệu thì mới tạo ra ma sát để tạo nhiệt. Kỹ năng tạo lửa này thì đòi hỏi các bạn cần có một kiến thức đủ vững về hóa học. Sau khi có lửa thì cả hai lập tức nướng cá lên ăn. Sau khi ăn xong, cả hai vội vã phủi sạch quần áo để tránh bị thú dữ đánh hơi. Sau khi ăn no thì cả hai bắt đầu tìm kiếm vật tư để dựng một chỗ ngủ qua đêm. Kết phụ trách dựng lều còn Zoer phụ trách đặt bẫy. Rất nhanh bọn họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi và đi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cả hai men theo dòng sông này thì phát hiện rất nhiều những con chim trên bầu trời. Không chỉ thế, phía trước còn có một con sư tử đang ăn thịt con mồi của nó. Cả hai vô cùng lo sợ. May mà lúc này có người lái xe qua. Cả hai lập tức xin đi nhờ. Tới đây cũng coi như là bọn họ đã vượt qua thử thách. Video tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.